đó bắt bắt đó, đây là đèn cá coi nè, thấy không, đây là đèn cá coi nha cả nhà. Kêu đi cá, kêu đi cá ơi, cá ơi, kêu đi cá ơi, quay từ đó là nó bầu. Rồi tạo 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 cá ba đuôi không? Anh nhỏ xíu à, anh nhỏ xíu à, anh dành không lại với con kia. Ba cho con về học đó. Gãy tích thôi, gãy tích thôi. Tôi để con đây nè. Ăn từ từ thôi, dành ăn dữ vậy. Rất là con này nè, nó dành ăn rất là dạ. Tội anh nhỏ, tội mấy anh nhỏ ghê không? Mấy anh nhỏ anh dành không lại mấy anh lớn. Đây đó, đây là đèn cá coi nha cả nhà. Đó, cả nhà hay cá coi ăn. Đứt cùng dây lại. Bắt cửa bán. Mới ăn cơm mình chơi. Em ăn nước hết rồi. Em nó ăn nước luôn. Con này nhìn ông quá. Kêu con mày mới chịu. Con cho nó ăn hay đào. À, con cho nó ăn hay đào. Đâu vậy nha. Con mới ăn cơm thầy luôn hết mai. Nó ăn có nửa chén cơm mà. Cho nó ăn hay đào. Đó. 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 Cho nó ăn hay đào. Ăn đít thôi, cho đít thôi. Cho nó dành ăn với vui. Đây. Ba ơi, ba. Vậy. À, ăn đi. Ăn đi. Ôi, không muốn, thôi đừng có chặt con quay. Có con muốn mà dặn. Đó, thấy cá coi rồi đó nè. Về đặt hồ luôn. Cá coi hồ ở đây là về đặt hồ của quán Ngọc Phúc. Cá mà bơi về đặt luôn. Đó. Giờ dạng rồi đó. Ừ, đó đó đó, cái mặt nó đó đó đó, cả nhà thấy không? Đây nay về cờ đỏ Cần Thơ.
dắt những đứa cháu đi uống cà phê cá coi nha cả nhà. Mà hồ ở đây cá lại dày đặc luôn. Ngọc Phúc hồ bơi cá coi đúng không? Vậy đi chơi, chơi đi. Đó, vậy đặt cá luôn cả nhà. Rồi cá bơi nè. Cá bơi mà hồ không còn có trống luôn á cả nhà ơi. Đây, thấy rồi cả nhà. Đó, đó, tranh giành nhau ăn. Tranh giành nhau ăn nè. Đó, thấy không cả nhà, tranh giành nhau ăn nào. Đây, vậy chơi đi, chơi đi, chơi đi, cứ mua vé đi, mua vé đi, mua vé gì cứ nói tính tiền ở đây. Đó, 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 đó. Đó, bà bảo chụp nó đây, qua đây nè, qua đây ngồi nè. Mẹ Trang kêu kìa. Ờ, qua lắc bệnh đó. Ừ. Đó, đó, cả nhà thấy không? Cá đây nè. Bề trời về đặt cá luôn. Đó, đó, đó. Đó, 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 đó. Đó, nó đâu có sợ đâu, hay chưa, hay chưa. Đó, đó, coi cho nó ngồi xuống, cho nó ngồi xuống đi. À. Đó, cả nhà thấy không? Cái ra đây cũng có cái dịch vụ mà vừa uống cà phê vừa được cá massage. Đó, vừa uống cà phê vừa được cá massage luôn cả nhà. Đó, 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 ngồi chịu không nổi luôn à. Được. Cứ mua vé đi rồi nó tính tiền ở đây. Nè tay nè tay chắc chắc cái nè đi ra quả chi đi dép dép nào đi chứ không luôn đi rồi thấy không cả nhà hồ bơi cá coi đã ghê không cả nhà nè cá vậy đặt cá luôn đưa ly kem qua diện tư đây quý nữ. Đang nó quất sạch kem của người ta luôn. Hồ luôn. Kem ở đây ngon mà cái gì cũng ngon hết nha cả nhà. Em ơi, lấy cho anh hai dĩa này nữa. À. Vừa được ăn kem mà vừa coi cá. Đây là những cá coi Nhật nha cả nhà. Những cá coi bình Nhật. Và nhập khẩu
về Việt Nam. Hãy chúc bơi heo bay đàn luôn. Bơi heo bay đàn luôn á cả nhà ơi. Đó. Chúng dành nhau mà chúng ăn những con mồi mà mình thả xuống nha cả nhà. Đây. Mai kêu món đó hả em? Dạ. Mấy đứa bé kêu hả? Dạ. Rồi. Đó món gì vậy? Dạ, mì cay. À, mì cay hả? Đây, đây, các những chú cá đây dành nhau ăn nha cả nhà. Dành mà đớp những con mồi không ngớt luôn. Đấy. Đấy, những cá coi mà nhìn những con mồi không ngớt luôn nè. Đúng rồi, đúng rồi. Hết nhiêu em? 315. 315 hả? Rồi. Đây cho anh rửa tiền. Đấy, những cái coi ở đây là những quen ở đây rất đẹp nha cả nhà. Có những con huyền nè. Đó, quen ở đây là rất đẹp. Phong cảnh rất hữu tình luôn. Cảm ơn em. Đây phong cảnh của những khu quán nơi đây rất đẹp. Quán những khu vui chơi giải trí của đây là Ngọc Phúc. Có những quán những rất hữu tình. Và đây những chú là những chú cá con cả nhà, luôn dày đặc hồn luôn. Đấy, đấy, đấy. Chỉ cần mình thả một cái thức ăn xuống là những chú cá này bơi lại dày đặc hồn luôn. Đây đây đây. Đấy, thịt cá về đặc ngon. Nghe không cả nhà? Đây phong cảnh rất hữu tình và cá lại rất là nhiều luôn. Đâu có cá. Nếu mà mọi người có về Cờ Đỏ thì hãy ghé Ngọc Phúc và nhắn những chú cá coi này. Thank you.
đó, cũng dành nhau mà ăn. Dành nhau ăn mà về đặt hồ luôn á cả nhà ơi. Đấy, thấy không, những con cá, có con cá 5-7 kg luôn, những cái cá, những cái cá nhỏ đâu có dừng lại, những cái cá lớn đâu nè. Quá lý tưởng luôn cả nhà ơi. Mình thấy con này mà đem ra nhậu là phải chê luôn. Đây đấy, đây chú cá tranh giành nhau mà ăn những mồi nha cả nhà. Quá hấp dẫn luôn. Đó, còn đây là những trò chơi của Ngọc Phúc đây. Đủ loại trò chơi. Đó, đó, bé nhỏ, bé lớn gì đều chơi hết. Đủ loại trò chơi nha cả nhà. Đó. Đó. Chụp photo với em không? Thế nữa, chút nay tao đây lao con xanh với em rồi với chú bà cho nhúng coi. Rồi, cảm ơn.
Đây cá. Cá này là từ bên Nhật Bản nha cả nhà. Cá này là nhập khẩu từ bên Nhật Bản. Chúng lại dành nhà ăn những con mồi không ngớt luôn cả nhà ơi. Đấy, cả nhà thấy dành ăn chưa? Có những con cá rất to. Rồi vô ăn đi kìa, vô ăn đi kìa. Còn đây là những đứa cháu bây giờ nó ăn nha cả nhà. Đây. Đây, 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 đây là hai con này công chúa của tôi nha cả nhà. Đó, đó. Rồi đây là món ăn Món ăn gì mai? Món ăn giặt mà ăn cái gì, món gì? Xúc xích, mì cay. Rồi, xúc xích. Rồi đây là xúc xích nha cả nhà. Đây là những món ăn xúc xích. Còn đây là mì cay cấp độ mấy đây? Cấp độ không nè. Rồi đây là đứa cháu từ Phi ăn nha cả nhà. Đó đứa cháu từ Phi ăn nha cả nhà. Còn một thằng nữa nó đây vậy. Rồi đây là con gấu nhà tôi nè nha cả nhà. Đó con gấu visa của tôi nè. Đó rồi.
À, đây là quý nữ đã hành thiếu nữ đây nha cả nhà. Đó, một thiếu nữ của nhà họ Chuông nha cả nhà. Đây, đây là công, đây là công chúa nhà tôi đây nha cả nhà. À, công chúa nhà tôi ăn xúc xích coi. Đó, món khoái khẩu, đây là món khoái khẩu của công chúa, bổ sung cho công chúa nhà tôi nha cả nhà. Hách sầm heo à, hách sắp hành heo rồi cả nhà ơi. Đó. Hai. Dục xuống người ta la đó. Đó, mì cay đây nha cả nhà. Đó, nó ăn rồi. Đó, coi nó ăn nè. Nó ăn hay, hay dữ dằn kìa. Đó. À. Ăn quá ngon luôn cả nhà ơi, thấy tụi nó ăn mà thấy thèm luôn á cả nhà ơi. Mấy đứa cháu với lại hai công chúa của tôi mình ăn mà nó nổi mà tôi chảy nước miếng luôn nè. Tôi đây quay phim mà tôi còn chảy nước miếng đây nè. Đó, ăn ăn lấy ăn để ăn mà sợ người ta ăn hết luôn nè. Đó, 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 hiệp con mợ nó giành ăn nè cả nhà. Đó, con già của Út nè. À. Đó, đó, con nó làm viên kìa. Đó, đó, nhai coi, nhai coi, nhai coi. Ồ, chú cái mỡ ra nhai. Đúng rồi, đó, đó, đó. Ở vậy nhai mà nó còn diễn nữa nè. Đó, 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 thấy con mèo nhà tôi nè cả nhà. Con mèo nhà tôi coi nó ăn mà thấy chảy nước miếng luôn đó. Chấm coi. Đó, 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 chấm chảy miếng luôn nè. Đây đưa qua cho mỡ Út ăn nữa kìa. Đó, mì cay nè. Mì cay thấy hấp dẫn không cả nhà? Đây, món mì chay cay cấp độ 7. Cái gì cấp độ 7 vậy? À, cấp độ 7 đây, ăn thấy, thấy những đứa nhỏ này ăn cay lắm nha cả nhà. Alo, hơn. Đó, những đứa nhỏ này ăn cay lắm nha, ăn cấp độ 7 ra. Đó, ăn mà thấy hèm luôn á cả nhà ơi. Đó, tụi đây quay phim mà tôi còn đói bụng nè. Thấy ăn mà tôi còn chảy nước miếng đây nè cả nhà. À, nước miếng qua chảy lòng ròng luôn nè. Nó đẩy ra hả? À, ngon quá, ngon quá nhờ. Cứ nói chi từ nãy giờ rồi mà. Đây, đây, đây. Mì cấp độ 7 mà. Rồi. Một con mèo, một con chuột và một con cọp. Ba con hợp lại ăn mì cay cấp độ 7. Còn con bông nó cả. Thêm một con dê nữa nè. Đó, cả nhà thấy chưa? Một con dê nữa nè. Ở nhà cơm á, hợp nó thì nuốt không nổi, ăn không vô. Đây, đây, đó, đó con gấu nhà tôi nó chữ nè, thấy chưa? Đó, đó con gấu nhà tôi nó chữ nè. Hai
Tao liệu miếng. Tao không gọi nước đâu. À, mấy cái này nữa. Cái trà đá nè ba. Biết vậy bà lấy cái cây quay phim về rồi. Nó hay ăn, hay ăn hấp dẫn không cả nhà? Đó, hay nó ăn mà còn liếm láp nữa. Đó, trời ơi, nó liếm láp ăn mà nó nổi mà hèm luôn á cả nhà. Chơi cũng qua YouTube nữa hả? Gì? Chơi cũng chơi YouTube nữa hả? Dạ, YouTube. Chơi còn cái ấy đi, còn tôi vô à, đăng ký cho. Rồi. Còn quốc hôn TV. Anh cũng có không, bà đổi đúng không bà? Đúng luôn, quốc hôn TV. Mà là... cả nhà có muốn xem những hình ảnh này của những đứa trẻ ăn ca độ ca cấp độ 7, hãy vô mà bình luận comment trong YouTube của Trương Ngọc Quý nha cả nhà. Ủa, Trương Ngọc Quý là của mẹ mình. Mẹ em đây còn thức thức nữa mẹ. Đây, ngày mai là kênh của Trương Ngọc Quý sẽ có những đứa trẻ ăn ca độ ca cấp độ 7. Một chúc mai 10 tuổi và chúc đào 6 tuổi và tuột vi 11 tuổi ăn những món ăn cay mà những độ cay cấp độ 7 luôn. Vô đây đây đứa trẻ đây đó, thấy đứa trẻ này cũng mê cá luôn nha cả nhà, những khu cá đẹp nha cả nhà, mê gái nè đó cả nhà, thấy trường mới về lớn vậy mà thấy gái là dòm nè, dòm mà không chớp mắt luôn đó, mới về lớn như thế này mà mới có 1 tuổi thôi mà đi mê gái rồi nè. Đó, mới có 1 tuổi thôi mà đi mê gái rồi nè. Cá không có một con cá luôn. Đây những cá coi nha cả nhà. Nãy giờ mình quên cho nó ăn là nó bỏ đi hết rồi cả nhà. Đó, giờ cho ăn nè, kéo đèn lại nè. Đây đó. Cá nhiều lắm nha cả nhà. Có thể mà nhậu 3 năm chưa hết luôn á. Đây, cá kéo lại nhậu 3 năm chưa hết luôn nè. Đó, hai cả nhà thấy không? Mình mới gãi có 2-3 hộp thôi mà cá lại về nè. Nè, cá nè, đây nè. À, đó. Đó, cả nhà thấy không? Mới có gãi vài hộp thôi mà cá lại về nè. Đó, cá lại về ở cả nhà ơi. Gọi hiên dĩa nữa bà. Đây thì gọi đây. Không gọi bà trả nha. Ừ, cho 2 dĩa đi. Không dĩa 3 dĩa hả? À, đó. Đây cả nhà ơi, đó thấy không cả nhà. À, mỗi lần gãi thức ăn người nơi đây là cá lại về. Đó, đàn cá lại tung tăng bơi về nè cả nhà ơi. Đâu, đó, ngồi xuống. Đó, cá về rồi mọi nhà cả nhà ơi. Đó, cá về mà nó tranh giành nhau những cái thức ăn mà mình, thức ăn của cá. Còn đây là thức ăn của cá nha cả nhà. Đó, đây là thức ăn của cá nè cả nhà ơi. À, thấy cá lại phê nè cả nhà ơi. À, cá về ăn nè cả nhà ơi.
Đó, cá về ăn nè cả nhà ơi. Về ăn quá ngon luôn. Ba khu chơi đúng không ba? Đúng rồi, khu chơi đây là cốt của khu vui chơi Ngọc Phúc nha cả nhà. Đã có đi về thị trấn của Cờ Đỏ hãy ghé vô Ngọc Phúc nha. Cá ở đây hàng nghe con luôn. Đây là con trâu nghe hết cá nha mọi người. Con trâu nghe. Đó, con trâu nghe hết cá nha mọi người. Nó bu cái là con trâu nghe nó lại liền. Đó, ghiệp béo gai, giới thiệu gai.